Sài Gòn Hồ Chí Minh nha, ở quận 9 nha, mưa đá không luôn bà con ơi. Quá rồi. À, mưa đá là khổ dữ lắm á. Trời ơi trời. Vô gọi ông Tiền không gọi kìa. Vô gọi ông Tiền không gọi em hoài à, em đang quay phim. Quá trời mưa đá rồi, mưa cục nào cũng lấy chào bá luôn bà con ơi. Hồi đó giờ mới thấy luôn trời. Ở Sài Gòn mà mưa đá cỡ này nè. Ừ, ở đây quá trời luôn nè. Má, em nghe mà cập lẫn như rồi. À, bởi vì năm nay khổ quá mà thời tiết dị thường nữa, quá trời luôn. Má cục đá bằng cái chén luôn. Nó dài thì ướt đó là biết nào khô. Trời ơi ghê ghê. Má ở thành phố mà cũng có mưa đá nữa là hết nói rồi. Chạy 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 chạy. Không nổi đó chạy xe không được, nó mà hiểm rớt cái đầu chắc thẳng luôn. Không có chạy qua mà cái đó mà rớt cái đầu chứ ông bị nhập viện luôn á. Trời trời. Hồi nãy cái cục kia nó bằng như cái chén luôn, rớt xuống một cái nó bể nó bụp ra mà còn cục chập má này nè. Bây giờ rớt xuống mưa nhiều quá nó tan á, còn nhỏ 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 nó văng thôi à.